Thưa quý vị khán giả, trong những năm gần đây, thông qua các phong trào cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật, các bạn trẻ có nhiều điều kiện, cơ hội để tiếp cận, nuôi dưỡng các vọng lập nghiệp. Với vai trò là thường trực ban tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng và hội thi sáng tạo kỹ thuật, nhiều năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tạo điều kiện cho các nhà sáng chế nhí, những giảng viên, sinh viên, học sinh, các nhà khoa học, cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp, công nhân, nông dân, v.v. nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, hữu ích trên các lĩnh vực về sự phát triển chung của tỉnh Đồng Nai. Để thấy được hiệu quả từ các phong trào cuộc thi, hội thi này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến phim trường các vị khách mời sau đây. Quý vị xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai. Xin chào tất cả quý khán giả. Dạ, xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ giảng viên Nguyễn Minh Sơn, Phó trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Lạc Hồng. Xin chào quý vị đại Đồng Nai. Dạ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu em Trịnh Phạm Như Trúc, sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên câu lạc bộ ươm mầm khoa học kỹ thuật, Trường Trung học phổ thông Thống Nhất A, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dạ, xin chào các khán giả. Dạ. Trước hết xin được cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, với Thủy xin được mời Thạc sĩ Nguyễn Văn Liệt. Ông có thể chia sẻ ý kiến của mình về chủ đề ngày hôm nay không ạ? Thì chủ đề ngày hôm nay là tuổi trẻ tự tin lập nghiệp qua các phong trào hội thi. Mà nói đến tuổi trẻ là chúng ta nói đến những ước mơ, những khát vọng trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Thì ai trong chúng ta cũng đã trải qua cái thời tuổi trẻ. Thì ngay cả bản thân tôi, cách đây 50 năm cũng là một cái thanh niên mới bước vào đời. Thì chúng tôi gặp rất là nhiều lúng túng, rất là nhiều cái thiếu sót và cảm thấy thiếu tự tin khi mình dấn thân vào cuộc sống. Và chúng ta thấy rằng tuổi trẻ muốn dấn thân thì chắc chắn là phải học. Yeah. Nhưng mà học ở đâu? Học ở nhà trường, học ở thực tế cuộc sống, học ở thầy cô, học ở bạn bè, học ở những bậc đàn anh hay là học ở những bậc đàn em của mình. Và khi đã học rồi thì chúng ta phải biết ứng dụng vào thực tiễn như thế nào, vào trong công việc, vào trong cuộc sống. Thì chính các phong trào hội thi là một cái môi trường thích hợp nhất để chúng ta khẳng định rằng chúng ta đã học được tới đâu và chúng ta biết ứng dụng những điều chúng ta học vào thực tế cuộc sống như thế nào. Yeah. Thì cái chủ đề hôm nay là chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất với đài phát thanh truyền hình để lên cái tiêu đề là tuổi trẻ tự tin và từ các cái phong trào, nghĩa là hội thi. Thì chủ đề này theo tôi thì hết sức là thú vị, bởi vì chúng ta đang cận kề của mùa xuân, mà mùa xuân là mùa của tương lai và khát vọng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Liệt rất là nhiều. Còn với Thạc sĩ Nguyễn Minh Sơn, anh có chia sẻ gì về chủ đề ngày hôm nay ạ? Cũng như chú Liệt vừa mới nói đây thì chủ đề của chúng ta rất là gắn liền với mùa xuân, gắn liền với tuổi trẻ. Thì đối với cá nhân của mình đó, là một giảng viên trẻ, thì khi tham gia các cái cuộc thi cũng như các cái giải thưởng mà ở hiệp hội hay là khoa học công nghệ đã đề ra, thì mình cảm thấy đây là những chương trình để phát huy được cái bản năng và cái việc tinh thần học tập của các bạn sinh viên cũng như nghiên cứu của học sinh sinh viên trên địa bàn. Cái phong trào này nó cần được nhân rộng và bản thân nó đang thực hiện rất là tốt ở các khía cạnh về học thuật và các khía cạnh nghiên cứu. Thì mình rất vui khi tham dự một cái chương trình tọa đàm như thế này ở buổi ngày hôm nay. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Minh Sơn. Còn với Trịnh Phạm Như Trúc thì sao? Em thấy chủ đề của chương trình ngày hôm nay thế nào? Có thú vị không nào? Dạ, chủ đề hôm nay là cực kỳ là thú vị. Em cũng rất vui và hạnh diện khi được ngồi ở đây ạ. Em thấy đây là một chương trình cực kỳ đáng để các bạn trẻ hứng thú và mong đợi. Tại vì cũng như em là một sinh viên sắp ra trường, vì thế cái vấn đề khởi nghiệp đang là vấn đề mà em cực kỳ quan tâm, cũng như các bạn trẻ khác. Em thấy là các bạn trẻ càng ngày càng giỏi bởi vì được tiếp cận công nghệ càng ngày càng sớm. Chính vì thế các bạn có nhiều ý tưởng vô cùng độc đáo, mà không những thế áp dụng công nghệ cực kỳ tốt. Dạ. Thế thì không biết là em mong đợi hai vị khách mời ngày hôm nay sẽ chia sẻ những cái điều gì? Dạ, em mong đợi những khách mời hôm nay chia sẻ cho em thêm về kinh nghiệm cũng như là các xu hướng mà các bạn trẻ đang làm, thêm để cho em biết thêm kinh nghiệm cũng như là học hỏi thêm được nhiều thứ khác. Cảm ơn cô gái Như Trúc rất là nhiều.
À, và ngay sau đây, Bích Thủy xin được mời các vị khách mời cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hiệu quả của các phong trào cuộc thi, hội thi trong thời gian qua phóng sự ngắn ngay sau đây. Mỗi năm một lần, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với các sở ban ngành tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong lứa tuổi thanh thiếu nhi, động viên thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, công nhân, nông dân, các nhà sáng chế trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn. Không ai khác, bản thân mỗi nhà sáng chế trong tương lai sẽ có tư duy, sáng tạo nhiều hơn, đem đến những mô hình được đầu tư nghiêm túc, có tính thẩm mỹ, chất lượng, phục vụ đời sống người dân. Đối với cái hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật hàng năm thì mỗi năm có một cái cấp độ khác nhau và cái độ yêu cầu cao hơn và các sở ban ngành cũng như học sinh, sinh viên, giáo viên và những người nghiên cứu đều tham gia vào cái cuộc thi này. Và đây là một cái cuộc thi lớn của tỉnh Đồng Nai và có sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Năm 2018, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động dạy và học trong nhà trường phát triển rất là mạnh. Và sau khi nghiên cứu thì tôi nhận thấy rằng Canva là một ứng dụng rất là tuyệt vời. Bởi vì Canva là một ứng dụng web, do đó là sẽ không đòi hỏi chúng ta phải đầu tư một máy tính với cấu hình cao. Thứ hai nữa là các thiết kế của Canva rất đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc, có thể ứng dụng trong việc cắt ghép video, thiết kế bài giảng hoặc làm các đồ lưu niệm để tạo hứng thú cho học sinh qua các giờ trải nghiệm sáng tạo. Thông qua cuộc thi, hội thi, nhiều mô hình giải pháp thiết thực còn được các tác giả đưa vào áp dụng thực tế, xem đây là cơ hội để theo đuổi đam mê, lập nghiệp. Dạ, thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Liệt, phóng sự ngắn vừa rồi chắc hẳn là cũng không thể nói hết được những cái kết quả hiệu quả của các phong trào hội thi, cuộc thi trong những năm gần đây. Ông có thể chia sẻ cụ thể thêm để quý vị khán giả cũng như là hai vị khách mời cũng như Bích Thủy được biết là ông tâm đắc nhất và thấy là những cái ý tưởng giải pháp nào hiệu quả và đã lập nghiệp thành công ạ? Chúng ta biết rằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì có Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thì được tỉnh giao cho là tổ chức hai cái cuộc thi chính, là thứ nhất là cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, cái thứ hai là hội thi sáng tạo kỹ thuật. Thì nội gọi tắt hai cái này là hội thi. Thì chúng ta biết rằng cái hội thi được tổ chức hàng năm thì đây là một cái sân chơi, nghĩa là khoa học, nghĩa là giúp cho các em học sinh, sinh viên, nghĩa là khơi dậy cái tiềm năng tư duy sáng tạo. Các em sẽ tập nghiên cứu từ thực tiễn cuộc sống. Trong qua những cái vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống, các em sẽ về vận dụng những cái kiến thức mình đã học, trao đổi với thầy cô, với bạn bè để làm sao giải quyết cái bài toán thực tiễn này. Thì chúng ta thấy rằng tỉnh Đồng Nai thành công chính là vì những cái sáng kiến nó luôn luôn phù hợp với thực tiễn cuộc sống, nó giải quyết những cái bài toán của cuộc sống. Qua 8 năm tổ chức thì chúng ta biết rằng toàn tỉnh Đồng Nai chúng ta có gần 10.000 cái giải pháp tham dự cuộc thi trên toàn tỉnh, bao gồm cả cuộc thi và hội thi. Và trong khi mà chúng ta sàng lọc rồi á, thì nghĩa là còn lại khoảng 3.000 cái giải pháp đi vào dòng, nghĩa là chung kết cuộc thi cấp tỉnh. Và trên cái tư thể mà các cái kết quả cuộc thi chung kết cấp tỉnh đó, thì chúng tôi đã chọn lọc được khoảng 300 cái giải pháp để gửi dự thi toàn quốc. Thì tỉnh Đồng Nai chúng ta cũng là một trong những tỉnh nghĩa là đi đầu trong cái phong trào hội thi này, có nhiều giải pháp đạt giải cao của cấp quốc gia. Thí dụ như là cái giải pháp về chẻ cái thân cây khoai mì. Rồi đây là một cái phế phẩm về nông nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta biết là tận dụng chẻ thân cây khoai mì để làm giá thể trồng nấm mèo, thì chúng ta giải quyết được cái bài nghề toán như là giảm cái ô nhiễm môi trường. Và cái giải pháp này đoạt giải nhất cấp quốc gia. À, bên cạnh đó thì chúng ta thấy là nhiều giải pháp lắm. Thí dụ như cái giải pháp là dùng làm giá thể để mà nuôi trồng nấm rơm
từ lá chuối và thân cây chuối. Ở trên địa bàn chúng ta, nhất là địa bàn mà chỗ huyện Trắng Bom của bé Tình Trạng Như Trúc đây nè, trồng chuối rất là nhiều. Mà sau khi thu hoạch cái quả chuối xong rồi á, thì lá không biết làm gì, thân chuối cũng không biết làm gì. Thì cái một cái là cán bộ, nghĩa là giảng dạy của cái trường mà cao đẳng lâm nghiệp nghiên cứu là tận dụng cái lá chuối đó, cái thân cây chuối đó để làm giá thể nuôi trồng cái nấm rơm. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng cái những cái giải pháp về xe tiết kiệm năng lượng, dự thi châu Á Thái Bình Dương của trường Đại học Lạc Hồng cũng đạt được những cái giải rất là cao. Không nghĩa là chúng ta ngoài tỉnh Đồng Nai, chúng ta không còn nằm trong tầm cấp tỉnh hay là cấp quốc gia nữa mà đã vươn tầm ra thế giới. Thì cái tin mà tôi mới nhận được ngay chiều hôm qua là một cái giải pháp của dự thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai, nghĩa là được giải nhì và sau đó dở đi thi quốc gia. Thì có tin giờ chiều hôm qua của bên phía Liên Hiệp Hội Việt Nam là coi như giải pháp chế tạo cái rượu từ cái bọng dừa. Chúng ta ở Bến Tre hoặc là các tỉnh miền Nam á, thì trồng dừa được rất là nhiều, mà chúng ta chỉ biết là chúng ta sử dụng nước dừa tươi, chúng ta biết làm cái cơm dừa để chúng ta làm kẹo dừa, nhưng mà lỡ mà chúng ta thu hoạch không kịp, cái trái dừa nó tạo thành cái mọng, có nghĩa là nó chuẩn bị mọc thành cái cây con. Thì người cái cán bộ giảng dạy này biết tận dụng cái mọng dừa đấy rồi cho nó lên men để tạo thành rượu mọng dừa. Cái giải pháp này được giải khuyến khích các quốc gia. Bên cạnh đó là còn nhiều lắm những cái giải pháp nào mà chúng ta ở trong cái buổi thời lượng 45 phút này chúng ta không thể nói hết. Dạ, đúng rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng đa số cái đề tài á, tại vì khi mà các em bắt đầu nghiên cứu á, thì chúng tôi cũng đã đi bước một, có nghĩa là gợi ý. Dù đến trường đại học thì coi như các cán bộ giảng dạy, nghĩa là phải nghiên cứu cái gì, phải làm cái gì. Đến cái trường học thì các em đừng nghĩ rằng cái nghiên cứu sáng tạo là ở trên trời hay là ở dưới đáy biển, mà nó ở cạnh chúng ta. Các em về các em nhìn thấy cha mình, mẹ mình, anh mình, chú mình ra gì, những người láng giềng của mình trong quá trình lao động và sản xuất họ có cái gì vướng mắt. Và chúng ta biết vận dụng những kiến thức chúng ta đã học, cái gì chưa học hỏi thầy, cái gì chưa biết hỏi bạn, rồi chúng ta bây giờ giải quyết cái bài toán đó, chúng ta mới nghiên cứu ra một cái sản phẩm nào đó để khắc phục những cái khó khăn, giảm nhẹ cái gánh nặng của những người lao động nữa. Thì tôi nghĩ rằng những cái sản phẩm này hết sức thực tiễn và nó góp phần vào cái công cuộc, nghĩa là xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai chúng ta sớm trở thành một tỉnh công nghiệp thứ hiện đại. Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Viên Lý rất là nhiều. Và sau khi nghe thạc sĩ chia sẻ xong thì quý vị có thể thấy được rằng là những giải pháp mà thạc sĩ vừa nêu nó có tính ứng dụng rất là cao, đúng không ạ? À? Không biết là anh Sơn có cùng suy nghĩ với thủy không ạ? À? Cá nhân mình thì cũng đồng quan điểm với Thủy. Tất cả các cái đề tài mà chú vừa mới kể đây, đó chính là xuất phát từ phía doanh nghiệp. Và những cái khó khăn và cái băn khoăn của doanh nghiệp nó trở thành những cái vấn đề để các bạn sinh viên của mình cũng đã làm như ý của chúng nói. Cụ thể ở bên trường mình là có những cái phòng lab, những cái câu lạc bộ, chính là cái nơi học thuật để các bạn có thể tự do sáng tạo. Đó. Thì cái tất cả các đề tài hay là những cái dự án giải pháp mà mình mang đi thi thì xuất phát chính như vậy. Cho nên cái chuyện chú đang nói đây nó hoàn toàn rất thực tế và rất gần với của mình. Trong đó thì ở trường của mình, khoa mình thì cũng vừa mới hoàn thành hai cái kiểm định. Thứ nhất là AUNQA vào năm 2017. Còn cái thứ hai là ABET là mình cũng vừa mới hoàn thiện xong. Thì trong cái chương trình này nó có một cái điểm nhấn, đó là phải phát huy được cái việc học của người học lên hàng đầu. Thì để phát huy cái chuyện đó thì nhà trường nó cũng có những cái môn mà lấy chính những cái khó khăn, những cái vấn đề của doanh nghiệp để vào môn học. Đó là một sự cải tiến khá là lớn về trong cái chương trình đào tạo của bên mình. Cụ thể như là có những cái chương trình mình làm trong cái công ty về Gà Bà Tân. Đó là một cái doanh nghiệp mà mình đang hỗ trợ. Chính sinh viên sẽ vào giải quyết các bài toán của doanh nghiệp này. Doanh nghiệp thứ hai đó là doanh nghiệp về Talk English. Đó là những doanh nghiệp mà sinh viên mình vào để thực hiện hóa những quy trình, những giải pháp, những sản phẩm và những
tự động hóa cho cái khâu trong cái doanh nghiệp này. Đó thì mình rất đồng tình với cái ý của Thủy nói và ý của chú vừa nói đây. Cảm ơn chú. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của Thạc sĩ Sơn rất là nhiều. Và để quý vị cũng như là các vị khách mời ở đây có thể thấy rõ hơn những đóng góp của trường đại học Lạc Hồng nói chung, cũng như là của khoa công nghệ thông tin nói riêng về những giải pháp sáng kiến của tập thể và cá nhân giảng viên Nguyễn Minh Sơn thông qua các hội thi, chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập. Với Thủy Tân mời quý vị khán giả và các vị khách mời sẽ xem phóng sự ngay sau đây. Khi nói đến giảng viên Nguyễn Minh Sơn, phó trưởng khoa công nghệ thông tin trường đại học Lạc Hồng, không riêng ban giám hiệu, bạn bè đồng nghiệp mà ngay cả sinh viên của trường nói chung, khoa công nghệ thông tin nói riêng đều nghĩ ngay về một người đam mê công nghệ và có duyên với những cuộc thi. Là một trong những người lãnh đạo rất là tiên phong và gương mẫu trong tất cả các hoạt động. Trong những năm qua thì thầy Sơn cùng với lại cái nhóm bên sinh viên và giáo viên bên khoa công nghệ thông tin đã có rất là nhiều các cái giải pháp tham gia các cái hoạt động về chuyển đổi số, về AI, về robotics của tỉnh Đồng Nai. Và những cái giải pháp của thầy đã giúp ích cho cái hoạt động về chuyển công nghệ cũng như là chuyển đổi số của trường Đại học Lạc Hồng nâng cao lên rất nhiều. Và những cái giải pháp của thầy cũng đã được các cái doanh nghiệp đón nhận. Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Lạc Hồng từ năm 2011 đến nay, bản thân lại rất đam mê sáng tạo. Giảng viên Nguyễn Minh Sơn tâm đắc và dành nhiều thời gian tham gia các hội thi về khoa học công nghệ của tỉnh. Đặc biệt là chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập thuộc phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai. Tôi là một người đam mê công nghệ, tôi là một người cũng thiên hướng về các bạn sinh viên rất là nhiều. Cho nên cái giờ giấc làm việc của tôi gần giống như là không có giống như những thầy cô hoặc là những người khác. Giờ giấc của tôi có thể làm bất kỳ lúc nào mà tôi thích. Và rất cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện này cho tôi. Đó là cái môi trường để tôi cống hiến và tôi thỏa sức này. Cái thứ hai nữa là về bản thân thì nhận thấy rằng là cái trong quá trình làm nó đã mang tới cái hạnh phúc cho mình. Trong quá trình làm thì tiếp theo nữa là trong suốt quá trình mà tôi làm thì tôi đã lan tỏa được cái điều này cho cộng sự và cho các em sinh viên. Cũng theo vị phó trưởng khoa này, chính môi trường học năng động sáng tạo, sự nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên đã tạo động lực cho sinh viên mạnh dạn tham gia các hội thi lớn của tỉnh. Từ đây các em sẽ có cơ hội hình thành ý tưởng khởi nghiệp theo đúng với năng lực, đam mê và nguyện vọng của mình. Dạ, thưa anh Sơn, Bích Thủy được biết là khoa công nghệ thông tin của trường đại học Lạc Hồng của mình đến nay thì cũng đã chuyển giao thành công công nghệ dạy học chương trình AI Robotics, chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo và công nghệ robot. Cụ thể thì khoa sẽ có những cái hoạt động nào để tham gia vào chương trình giáo dục AI Robotics này thưa thạc sĩ? Thì ở cái chương trình bộ này á, là nó nói về việc phát triển trí tuệ nhân tạo trong học sinh của chúng ta. Thì xuyên suốt trong quá trình mà làm cái đề tài này á, thì cá nhân của tôi và cộng sự của tôi ở khoa thì đã dành hết cái khoảng thời gian là hơn 2 năm trong cái mùa Covid là để nghiên cứu và biên dựng ra cái đề tài này. Thì để làm được cái hoạt động này á, thì tôi có kết hợp với một cái doanh nghiệp đó là công ty Liên Thái Bình Dương IPBG. Thì đó là cái hoạt động mà tôi cảm thấy nó có cái văn hóa, có cái về gọi là khoa học. Cái thứ hai mà hoạt động mà tôi nhận thấy nó mang có ý nghĩa đó là hoạt động đào tạo về giảng viên, giảng dạy về cái AI robotics này. Bởi vì đây là đơn vị đi đầu, hiện tại là khoa chúng tôi đang đi đầu về cái mảng này ở tỉnh Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận. Thì chúng tôi đã đào tạo được cái nguồn giảng viên để giảng dạy trên địa bàn. Cụ thể thì trong cái thời gian vừa qua tôi đào tạo cho trường Song Ngữ Lạc Hồng, cho các trường Long Thành và trường Tiểu học Thống Nhất. Vậy để tiếp tục triển khai đó thì tôi tiếp tục tôi làm các cái hoạt động cho các hướng nghiệp. Nói là hướng nghiệp nhưng thật sự ra nó là cái buổi trải nghiệm của các bé, của các học sinh, sinh viên. Thì cái hoạt động này tôi diễn ra rất là
ra nhiều. Ví dụ như tuần chuyển đổi số thì tôi cũng gọi là có cái hoạt động đấy để cho người dân ở trên địa bàn họ có thể tiếp cận được cái trí tuệ nhân tạo ở một mức độ là nó sẽ hoạt động như thế nào và giảng dạy ra sao. Tuần lễ văn hóa tôi cũng tham gia, và trong chương trình tuần lễ văn hóa này tôi lại tiếp tục thực hiện cái chương trình đấy. Nhưng mà không dừng lại ở cái câu chuyện là các cái tuần lễ như vậy, tôi lại tiếp tục vào các cái trường để cho các bạn nhỏ có thể trải nghiệm cái việc này. Thì song song cái việc trải nghiệm thì tôi luôn đưa ra những cái tiêu chí của cái chương trình, như là được trải nghiệm nè, như là được lập trình nè, như là được điều khiển nè. Thì tất cả các cái đó nó phải xoay quanh câu chuyện đó là hứng thú và phấn khởi trong quá trình học của một trẻ, của một bé hoặc là của một học sinh, sinh viên. Vậy tôi luôn lấy cái điểm đó là sinh viên, người học, đó là cái điểm mà tôi cần phải cải thiện và cải tiến. Thì đó là cái hoạt động thứ hai mà tôi cảm thấy cũng khá là tâm đắc. Còn cái hoạt động tiếp nữa là không dừng lại là tôi tiếp tục tôi biên soạn cái bộ sách và bộ giáo trình. Thì tới thời điểm hiện tại là có 16 bộ sách mà bản thân khoa và trường đã gây dựng và biên soạn. Thì trong đó tôi vừa mới hoàn thiện được 5 bộ sách đã in và xuất bản. Thì tất cả các bộ sách này nó được triển khai dàn trải đều qua cấp 1, cấp 2, cấp 3 và thậm chí là đại học. Tức là các bạn sinh viên đại học của chúng tôi sẽ sử dụng những cái bộ sách này, sách đại học. Thì đó là cái tôi cũng khá là tâm đắc để tiếp tục cái con đường để cho các bạn được học tập. Cái việc nữa mà khi tôi làm cái chương trình AI Robotics này, nó phải gắn liền với cái thực tiễn. Nghĩa là khi cái chương trình đào tạo của tôi nó gắn liền với cái ngành trí tuệ nhân tạo. Thì thay vì cái ngành trí tuệ nhân tạo đang được học với một cách là dùng máy tính, dùng thuật toán và nó có thể là giải quyết các bài toán ở thực tế, nhưng tôi sẽ có một cái cách ứng dụng, đó là thực nghiệm hóa nó trên những chú robot. Và chính vì những điều này tôi sẽ dùng chính những cái ý tưởng này để biến những chú robot hình người để tham gia tiếp tục các cuộc thi, và nó sẽ là giải quyết các vấn đề bài toán của doanh nghiệp đó, ví dụ như là robot tiếp tân, robot phục vụ cho việc đi hướng dẫn đường du lịch đó, thì đấy chính là những cái bài toán mà chúng tôi kết hợp giữa việc học, việc làm AI Robotics với các cuộc thi. Dạ, đó là những cái tôi tâm đắc ạ. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ. Quả thật là khi nhìn vào bảng thành tích của khoa công nghệ thông tin, đặc biệt là cá nhân của thầy Sơn, thì mới thấy được rằng là anh không chỉ tập trung cho việc truyền đạt ý kiến, những cái kiến thức cho sinh viên, mà thông qua các cái hội thi sáng tạo, chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo thì anh còn mang về rất là nhiều cái giải thưởng cao. Thưa ông Nguyễn Văn Liệt, ông có nhận xét gì về những cái đóng góp của giảng viên Nguyễn Minh Sơn nói riêng, của khoa công nghệ thông tin nói chung trong việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là giúp cho sinh viên hình thành ý tưởng khởi nghiệp ạ? Như chúng ta đã biết, như năm 1997 là một cái trường đại học tư nhân đầu tiên được thành lập ở tỉnh Đồng Nai. Đó là lúc đó, thời điểm đó gọi là trường đại học dân lập Lạc Ngọc. Mà cái người mà đề xuất thành lập chính là thầy cũ của tôi, là cố nhà giáo ưu tú, nghĩa là Đỗ Hữu Tài. Thì thầy Tài đã từng dạy tôi những cái năm tháng 73, 74 ở trường Trung học Ngô Quyền. Và sau này thì khi tôi vào đại học thì thầy Tài nghĩa là cũng lận đận lao đao những năm đầu của giải phóng. Sau đó thì thầy mới đề xuất và được cho chính quyền tỉnh Đồng Nai nghĩa là chấp nhận cho thành lập một cái trường đại học tư thục đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Thì khoa công nghệ thông tin chính là một trong 4 cái khoa đầu tiên của trường đại học Lạc Hồng. Bên cạnh khoa công nghệ thông tin thì chúng ta trường đại học Lạc Hồng thời điểm đó có cái khoa điện tử, khoa cơ khí và khoa kinh tế. Chứ không phải như bây giờ, sau này nghĩa là lúc mà thầy Tài chuẩn bị bệnh hiểm nghèo á, thì tôi có gặp lại thầy lúc thời điểm đó, thì thầy mới nói là thầy chuẩn bị mở khoa dược. Lúc đó thì tôi còn trêu thầy, nói sao thầy không mở cái khoa y mà thầy lại mở khoa dược. Ông nói đừng xúi dại mày, dược uống thuốc nó chết từ từ, với y mà lỡ có gì sự cố là chết ngay lúc đó. Sau đó thì thầy bị bệnh thì sang Thái Lan, và rất tiếc là trong cái mùa dịch á, thì thầy ra đi đến Thái Lan. Sau đó là người nhà
phải qua bên Thái Lan và đưa cái hài cốt của thầy về. Lúc Hoàng ở trên chỗ Bù Long thì tôi có dự, thì phải nói rằng tôi là một học trò của thầy, nhưng mà cũng là gắn bó sau khi mà thầy Tài không còn, thì coi như ban giám hiệu và trường nghĩa là giao lại cho hội đồng quản trị cho con gái của thầy và thầy Lâm Thành Hiển bây giờ là hiệu trưởng, cũng như thầy Nguyễn Vũ Quỳnh mà chúng ta đã, thì lại trở thành những người bạn thân thiết với tôi, cùng cộng tác với tôi để thực hiện một số cái đề tài nghiên cứu. Thì thời điểm đó tôi là phó giám đốc của Sở Khoa học Công nghệ. Phải nói rằng cái hoạt động giữa Khoa Công nghệ Thông tin và Sở Khoa học Công nghệ cũng như bây giờ là Liên hiệp Bác hội Khoa học Kỹ thuật rất là kháng khích. Và tôi nhận định rằng Khoa Công nghệ Thông tin là một trong những cái khoa mạnh của trường Đại học Lạc Hồng. Những cái cuộc thi Robocon toàn quốc và quốc tế đó, nếu không có Khoa Công nghệ Thông tin thì chắc chắn không đạt được những cái thành công như ngày hôm nay. Riêng cho thầy Nguyễn Minh Sơn thì là một cái cán bộ giảng dạy trẻ rất là nhiệt tình, năng động, và thầy luôn luôn cùng với lại cái đội ngũ sinh viên của trường Đại học Lạc Hồng cũng như là một số cái cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp để tham gia các cái cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hay là hội thi sáng tạo kỹ thuật và đạt được nhiều cái kết quả rất là cao. Thì bản thân tôi thì tôi rất là tự hào khi có một cái người đàn em giống như nghĩa là thầy Nguyễn Minh Sơn. Chúng ta biết rằng em hơn anh là nhà có phúc, mà thầy Sơn nghĩa là coi như bây giờ chính bản thân tôi cảm thấy rằng thầy Sơn đang thay tôi để thực hiện những ước mơ mà cái thời tuổi trẻ tôi không có điều kiện để thực hiện. Dạ. Một lần nữa thì thay mặt thường trực Liên hiệp Các học khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai là xin chúc mừng những thành tựu của thầy Nguyễn Minh Sơn cũng như là Khoa Công nghệ Thông tin đã đạt được. Dạ, xin được cảm ơn những lời khen có cánh của thạc sĩ Liệt đã dành tặng cho thầy Sơn ạ. Còn với em thì sao như trước, với chị cũng được biết là mình cũng đã tham gia những cái cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng với những cái sáng kiến của mình đúng không? Mình có thể chia sẻ cụ thể thêm không ạ? Dạ thì vì ngưỡng mộ các anh chị ở trường nên là em đã tham gia câu lạc bộ Ươm mầm Khoa học Kỹ thuật. Em thấy là mới đầu vô thì em còn nhiều thắc mắc, nhiều thứ mà chưa biết, thì kiểu em không biết là tại sao các anh chị có thể làm được những điều như vậy. Thì sau khi vô bắt tay vào làm, thực hiện nó thì mới biết là không gì là không thể. Các giải pháp thì luôn ở mọi nơi, mọi cách, thì thầy cô luôn là người hướng dẫn ta. Em thấy rất là may mắn bởi vì em đã được thầy cô hướng dẫn một cách rất là nhiệt tình. Ví dụ như thầy Phương là chủ tịch câu lạc bộ của em, thì thầy đã hướng dẫn không chỉ em mà các bạn khác rất là nhiều vấn đề. Nếu mà vấn đề nào mà thầy không giải quyết được, ví dụ như về hóa học hay gì đó, thì thầy có thể hỏi những người khác, ví dụ như cô dạy hóa. Tại trước đây thì em cũng có làm một dự án về hóa học và em cũng được thầy cô ở trường chỉ dạy rất là tận tình. Em nhớ lúc đó là cái giải pháp của em là bắt nguồn từ việc chảy máu, mà những có một số bạn chảy máu không ngừng nghỉ, không dừng được cái việc khi mà bị thương. Chính vì thế mà tụi em đã, em cùng với một bạn khác ở trong trường đã làm ra một cái cao để chỉ bôi vào vết chảy máu để cho máu ngừng, mà không những để máu ngừng mà còn làm cho nó liền lại được sẹo. Dạ. Kết quả thế nào? Dạ, kết quả thì em được giải ba của cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Wow, xin được chúc mừng Trúc cùng với người bạn của mình. Dạ, đến đây thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng như là hai vị khách mời của chúng ta cũng rất muốn biết câu lạc bộ Ươm mầm Khoa học Kỹ thuật của trường Trung học Phổ thông Thống nhất A huyện Trảng Bom thời gian qua đã có những sáng tạo hữu ích gì và những thành viên của câu lạc bộ tham gia tích cực ra sao, có phải không ạ? Và phóng sự ngắn sau đây sẽ cụ thể hơn những điều mà em Như Trúc vừa nói. Sau 9 năm thành lập và phát triển, câu lạc bộ Ươm mầm Khoa học Kỹ thuật Phổ thông của trường Trung học Phổ thông Thống nhất A, huyện Trảng Bom đã có bảng thành tích đồ sộ với nhiều giải thưởng cao từ cấp huyện đến cấp quốc gia. Trong số những cựu thành viên tích cực, có nhiều bạn đóng góp cho bảng thành tích trên, phải kể đến em Trịnh Phạm Như Trúc, hiện là sinh viên năm tư trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong những bạn nữ hiếm hoi trong câu lạc bộ khoa học kỹ thuật.
Thì em chúc là khi tham gia câu lạc bộ ấy, thì bắt đầu từ năm lớp 10, học kỳ 2 năm lớp 10 khi em vào. Thì các bạn cho trong đây thì phải được training, được đào tạo những cái chuyên môn về kỹ thuật. Thì đối với em, bạn nữ thì đôi khi cũng đam mê đó, nhưng mà đôi khi cũng còn khó khăn cái tiếp cận. Thì rất là may mắn là khi em vô ấy, thì em cũng cố gắng vượt qua, cố gắng học hỏi và cố gắng trải nghiệm. Sau đó các em cũng tham gia các cuộc thi như là sáng tạo thanh niên nhi đồng và đạt giải cấp quốc gia và giải ba, đó là cái máy thu hoạch nghêu. Thì lúc đó là các em khi đạt giải, các em tạo ra một cái động lực đam mê hơn. Năm sau các em cũng tham gia, em chúc cũng tham gia thêm cái cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cũng đạt giải nhì khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, một lĩnh vực là lĩnh vực hóa sinh. Cũng như các bạn, nhờ tham gia câu lạc bộ ươm mầm khoa học kỹ thuật phổ thông mà Trúc được trải nghiệm làm khoa học, học các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình, báo cáo khoa học, v.v. Thông qua câu lạc bộ, từ những cuộc thi hội thi sáng tạo, học sinh của trường Trung học Phổ thông Thống Nhất A có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm và có thêm ý tưởng, lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Nhà trường cũng đã định hướng rồi giáo dục học sinh theo cái hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh và định hướng làm tốt cái công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Và cụ thể đến thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều học sinh đã và đang học tập tại các trường đại học theo đúng cái lĩnh vực ngành nghề mà các em lựa chọn. Đã các em đã thông qua các hoạt động cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật về các ngành nghề liên quan hướng về các ngành về khoa học kỹ thuật. Vâng, nhờ được tiếp lửa từ thầy cô và các cựu học sinh mà những năm gần đây, phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh trường phát triển mạnh mẽ. Phong trào không chỉ giúp cho việc dạy và học thêm hứng thú mà còn giúp cho nhiều học sinh định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai gần. Dạ, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là như Trúc cùng với các thành viên của câu lạc bộ của trường mình đã từng đạt những ý tưởng rất là cao, ví dụ như là giải nhì cấp tỉnh và giải ba cấp quốc gia với giải pháp đó là máy hỗ trợ thu hoạch nghêu. Em đã rút ra được bài học gì từ thành công này cũng như từ cuộc thi ạ? Sau khi tham gia cuộc thi thì em cảm thấy là bản thân em đã cải thiện được rất nhiều thứ, từ kỹ năng thuyết trình cũng như sắp xếp thời gian và hơn hết là kỹ năng làm việc nhóm. Đó là một kỹ năng mà hiện tại các bạn trẻ, có một số bạn trẻ vẫn đang còn rất là yếu. Không những thế thì kỹ năng tư duy, kỹ năng tìm kiếm thông tin để làm việc cũng là một trong những kỹ năng rất là cần thiết. Qua cuộc thi này thì em thấy là mới đầu ta có thể gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà với sự đam mê, với kiên trì thì mọi khó khăn đó đều có thể dễ dàng vượt qua. Và ta không nên ngại khó, ngại cái sự mà giao tiếp để hỏi thầy cô, để biết thêm được nhiều thứ khác. Một cô gái rất là năng lượng và tích cực đúng không thưa hai vị khách mời? Xin được cảm ơn chia sẻ rất là thú vị và hữu ích của Như Trúc. Thưa quý vị và các bạn, như Bích Thủy và các vị khách mời đã chia sẻ thì nói đến phong trào thì trước hết đó là bề nổi, và song với những cuộc thi, hội thi sáng tạo lại mang tính lan tỏa, đòi hỏi khả năng ứng dụng cao, nhất là cơ hội để lập nghiệp. Xin được hỏi thạc sĩ Nguyễn Minh Sơn, là người từng tham gia hội thi, anh thấy được rằng là hiệu quả của hội thi này như thế nào, cũng như là anh đã có những cái sáng kiến gì để có thể đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ công tác giảng dạy, cũng như là khi đưa cái giải pháp này vào áp dụng và thực tế ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của thầy. Thì cái tính hiệu quả mà mang lại cho cái công tác giảng dạy của mình thì bản thân mình đang áp dụng một cái phương pháp, đó là project-based learning, là một trong những cái giải pháp mà mình đã áp dụng rất nhiều, lấy chính từ những cái dự án, từ cái việc của khó khăn của doanh nghiệp để đưa vào ngay chính trong cái bài học môn học. Thì ở khoa mình đã có hẳn một cái môn, nó gọi là môn EPIC, thì ở cái môn đó nó đã giải quyết cái vấn đề đó luôn. Vậy thì cái tính hiệu quả, bản thân là cái người học đã một cách gọi là chủ động đi tìm tòi ra những cái giải pháp và những cái khó khăn đó để xử lý. Thì bản thân mình là một người giảng viên thì dần dần trở thành một người định hướng. Và khi định hướng thì các bạn sẽ thấy mình bị thiếu sót và các bạn sẽ học một cách chủ động và học rất vui.
Và cái khán phòng của mình ở cái câu lạc bộ của mình và ở tương tự ba câu lạc bộ khác còn lại của khoa công nghệ thông tin, và mình tin chắc rằng là các câu lạc bộ khác của khoa, của trường cũng vẫn như vậy đó. Thì đấy là cái mình thấy nó đang hiệu quả và khá là hiệu quả. Còn ngoài ra thì thông qua cuộc thi thì cũng có các cái giải pháp mà hiện tại đã hiện thực hóa nó thành doanh nghiệp. Ví dụ như là cái sản phẩm Son de Manacos là một trong những sản phẩm mà tưởng chừng đọc lên là không có dính dáng gì tới công nghệ thông tin. Nhưng thật sự không, đó là một cái giải pháp liên khoa. Đó là một cái cách kết hợp của trường mình. Thì ở cái giải pháp Son de Manacos này á, thì các bạn Biên, Lê Văn Biên là cái anh khoa hóa học môi trường. Thì anh đã nghiên cứu và chế tạo ra được cái sản phẩm son không chì và có cái gọi là đạt được cái tiêu chuẩn của Sở Y tế. Yeah. Và sau đó chính trong cái giải pháp này làm sao đó để thương mại hóa nó, làm sao đó để bán được tất cả các kênh và cái truyền thông và hệ thống hóa để mà lưu trữ rồi xử lý cái khách hàng như thế nào ra sao. Thì đó chính là cái khâu mà chính các bạn sinh viên trong câu lạc bộ mình sẽ là người xử lý. Vậy thì hệ thống hóa ở đây bao gồm là website, đó là hệ thống lưu trữ các văn bản, các cái đầu tác công việc của các nhân sự, hồ sơ của các cái nhân sự, vân vân. Thì tất cả cái điều mình vừa kể trên nó phải gọi là một hệ thống tổng thể. Thì chính các bạn sinh viên trong trường mình, trong khoa mình đang làm việc đó. Và đấy chính là cái sản phẩm mà mình cảm thấy nó đã mang chính trong cuộc thi, mang chính trong môn học mà ra được tới thực tiễn. Đó. Thì đó là cái giải pháp mà tôi cảm thấy nó khá tâm đắc. Còn ngoài ra thì về cái các cái lĩnh vực tôi đã từng thực thi thì có một cái mảng đó là về hệ thống nhúng, lập trình nhúng. Thì tại đây trong cái năm cái mùa Covid thì chúng tôi nghiên cứu về những cái giải pháp liên quan tới đo và kiểm soát cái nhiệt độ. Thì không chỉ dừng lại ở đo và kiểm soát nhiệt độ, tôi còn phải kiểm tra coi có đeo khẩu trang không. Nhưng mà không thể kiểm tra bằng người được, chúng ta phải dùng trí tuệ nhân tạo. Hay nói khác là chính các bạn sinh viên trong phòng để cùng nhau đưa ra những cái bài toán hóc búa mà để giải quyết cho cuộc sống. Và cái giải pháp đó tôi cũng được Bệnh viện Đồng Nai đã tiếp nhận và sử dụng nó. Ngoài ra thì ở trường và ở các cái công ty nha khoa Vận Thành cũng sử dụng nó. Thì đó là những cái tín hiệu mà tôi rất là vui. Vậy chính vì vậy và cái mảng gọi là trí tuệ nhân tạo nó vẫn đang còn được phát triển rất nhiều. Dạ. Xin được cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Sơn rất là nhiều. Thưa ông Nguyễn Văn Liệt, hiện nay thì tỉnh Đồng Nai chúng ta đang rất quan tâm đến công cuộc chuyển đổi số. Từ các phong trào cuộc thi, hội thi, nhiều giải pháp tham gia lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, rồi viễn thông, từng bước tiếp cận với công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Như vậy thì định hướng trong thời gian tới thì với vai trò là thường trực ban tổ chức các cuộc thi, hội thi và sáng tạo, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, tỉnh sẽ có những cái đề xuất kiến nghị gì để cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh sẽ là cơ hội để thế hệ trẻ có thể tự tin lập nghiệp ạ? Qua những cái phần mà chúng ta đã quý khán giả đã nghe thì chúng ta thấy là những cái thành tựu, những cái kết quả qua các phong trào hội thi chúng ta đạt được cũng rất là nhiều. Tuy nhiên như là một cái tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì chúng ta thấy là dưới những cái kết quả đó thì cũng chưa đạt được yêu cầu, chưa đạt được kỳ vọng của tỉnh ủy cũng như ủy ban dân tỉnh. Thì ở đây thì dưới góc độ là một cái liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh là tập hợp của cái đội ngũ trí thức thì tôi cũng có đề xuất một số cái giải pháp như sau. Thứ nhất thì đầu tiên là chúng ta nói về cái tin vui trước đã, là vừa rồi là chúng ta có biết rằng tất cả các tỉnh thành của đất nước Việt Nam chúng ta đều phải xây dựng cái quy hoạch từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Thì như vậy trong cái quy hoạch mà của tỉnh Đồng Nai trình qua cái hội đồng thẩm định rồi để mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt á, thì đã đưa vào cái quy hoạch thứ nhất là xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực, có nghĩa là nó giải quyết cho bài toán của cả khu vực Đông Nam Bộ. Dự kiến thì nằm ở lân cận cái sân bay quốc tế Long Thành.
Chúng ta biết là khi mà chúng ta có một cái trung tâm đổi mới sáng tạo đó thì gần như là các cái em học sinh, các cái dơi, cái nhà trí thức, các cái nhất đặc biệt là cái trí thức trẻ tha hồ mà nghiên cứu sáng tạo. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái trung tâm đầy đủ tiện nghi hiện đại tiếp cận với cái trình độ của thế giới để mà các em tư duy và sáng tạo. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta biết rằng ý tưởng, giải pháp rất là nhiều nhưng chưa được thương mại quá, giống như ý mà thầy Sơn nói là lúc nãy đó. Thì như vậy tại sao như vậy? Thì chưa có sự vào cuộc của các trường đại học, của các viện nghiên cứu, của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư thiên thần. Thí dụ như cái giải pháp cào nghêu của cô bé Tiềm Đạm Di Trúc này nè. Nhưng mà bây giờ một cái sản phẩm cào nghêu thực tế để cho người nông dân sử dụng có chưa? Chưa có. Chưa có một cái doanh nghiệp nào dám mạnh dạn đầu tư, bỏ tiền, bỏ vốn vô để tạo thành một cái sản phẩm thương mại có thể bán ra thị trường. Dạ. Đúng không? Vừa rồi thì chúng ta thấy là Đại học Lạc Hồng chỉ có cái sản phẩm là viên ngậm thảo dược mới thương mại quá thôi. Như vậy thì sao? Đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp chính quyền, của các diện trường, của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư thiên thần. Bây giờ có nhiều cái nhà đầu tư, và tại sao tôi gọi là nhà đầu tư thiên thần? Tại vì khi mà đầu tư vào các cái sản phẩm, những cái dự án mà nghiên cứu sáng tạo này nè, chưa chắc đã thành công. Dạ. Có thể thành công mà có thể thất bại. Thì làm sao phải là những nhà đầu tư thiên thần chấp nhận thất bại? Nhưng mà nếu mà thành công, lãi lớn đấy. Rồi cái thứ ba nữa, chúng ta thấy rằng bên cạnh cái chuyện mà đào tạo ở bậc đại học, đào tạo được một cái nhà sáng chế trong tương lai, thì hiện nay cũng rất là mừng. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chúng ta đó, có một cái trung tâm, gọi là trung tâm nghĩa là hiền tài toàn cầu, nằm ở phường Trảng Dài. Nó đào tạo cho các em từ nghĩa là cấp mầm non, giống như nãy nữa, làm sao mà chuyển cái trí tuệ nhân tạo xuống cái cấp mầm non. Học mẫu giáo nó phải biết được công nghệ thông tin rồi, phải biết vi tính rồi, biết thực hiện như thế đó nữa. Bên cạnh đó thì nãy tôi rất là tâm đắc ý của thầy Sơn là con robot mà nó không có khô cằn như là mỗi khói tròn chạy chạy nè. Tại sao con robot không phải là một anh chàng đẹp trai, một cái hot boy nào đó, hay là một cô thiếu nữ rất là xinh xắn để dẫn đường cho cái du khách đến Tân Sơn Nhất làm các thủ tục xét nghiệm như ở đó. À, cuối cùng để chấm dứt kết lại cái chương trình hôm nay thì tôi xin cho cung cấp cho quý khán giả tất cả hai câu thơ của nhà thơ nghĩa là Quỷ Công Trứ. Nói về vấn đề mà cái bài gọi là đi thi tự vịnh á, nghĩa là cái bài đó câu thơ đó tôi rất là tâm đắc cái chỗ này. Đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có danh gì giữa núi sông. Kiến thức của các em mà các em không đi thi thì làm sao người ta biết các em đoạt giải, thì làm sao các em ghi danh giữa núi sông này được. Và trong đó là thầy Sơn, Trúc cũng là những người đã ghi danh, thì mong rằng thế hệ trẻ hãy thực hiện như thầy Sơn, như em Trúc để được ghi danh trong tương lai. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ rất là ý nghĩa của thạc sĩ Nguyễn Văn Liệt. Còn với thạc sĩ Sơn thì sao ạ? Anh sẽ có những định hướng cũng như là những kế hoạch gì trong thời gian tới để các dự án khởi nghiệp của anh có thể gọi là thành công ạ? Dạ, để có được những cái định hướng thì đầu tiên phải cảm ơn Hiệp hội đã tổ chức ra các cuộc thi, và cá nhân mình thì Hiệp hội nên phát huy như thế. Và còn nhiều cuộc thi để chính những cái cuộc thi này nó sẽ là nơi để lan tỏa. Điều thứ hai nữa là cá nhân mình sẽ cảm ơn các doanh nghiệp, cảm ơn tập đoàn IBBG, cảm ơn anh Hiếu Nguyễn đã mang tới cái chương trình AI Robotics này. Cảm ơn các cái doanh nghiệp đã đồng hành, và đây cũng là lời kêu gọi của mình các doanh nghiệp để tiếp tục cùng với Đại học Lạc Hồng, cùng với em Chốt, cùng với chú Liệt đây để ngày càng cái cuộc thi ngày càng tốt hơn. Dạ, ngày càng đi xa hơn đúng không ạ? Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Minh Sơn rất là nhiều. Thưa quý vị, để các phong trào hội thi sáng tạo trong những năm tới tiếp tục đạt được kết quả tốt, tạo cơ hội cho các bạn trẻ tự tin lập nghiệp, thì Bích Thủy mong rằng ban tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể chặt chẽ hơn để triển khai, mở rộng, tăng cường công tác tuyên truyền. Hội thi sẽ tạo môi trường cọ sát, cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích các bạn trẻ tìm kiếm giải pháp công nghệ sáng tạo cho nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nếu các bạn có điều kiện thực hành, phát triển các kỹ năng cần thiết như tư duy đổi mới sáng tạo, quản lý dự án, phát triển sản phẩm khi quyết định lập nghiệp, và đặc biệt là hãy coi phong trào lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ,
thể hiện tinh thần sáng tạo, khả năng nghiên cứu, không ngừng đổi mới để tạo ra những sản phẩm, những giải pháp hay đóng góp cho lĩnh vực vì sự phát triển chung của tỉnh nhà. Một lần nữa, Bích Thủy xin được trân trọng cảm ơn ba vị khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.